tất cả mọi người khi mà người ta yêu thương nhau thật sự rồi, chuyện gì cũng là chuyện bình thường. Ba mẹ anh Hùng rất yêu thương chị, dù bây giờ đứa con nó không phải là con ruột anh Hùng, ba mẹ bản thân chị nè làm người chuyển giới mà mẹ còn chấp nhận yêu thương chị, thì đừng nói là cái chuyện đứa con đó. Đứa con bây giờ con chị, bây giờ đứa này con chị, đứa xa làm con anh Hùng bình thường hay là xin con nuôi vẫn là con của mình. Cái chuyện giờ con ruột con nuôi nó rất là bình thường, nó thật sự khi người ta đã thương rồi thì trái ấu nó, người ta nói là không thương trái bằng hòn cũng mang không thương rồi trái ấu cũng tròn, không thương trái bò hòn nó cũng méo. Và khi đã thương rồi là tất cả mọi thứ nó đều ok, và con chị nó quá đáng thương, đáng yêu, làm sao mà ba mẹ chị không thương được. Ba mẹ chồng chị nhắn tin là bây giờ đã để bé cho mẹ nuôi đi, tại thấy tụi chị lên làm shop làm đồ thời trang công việc quá nhiều đi, rất là muốn giữ ba mẹ. Thật sự mà cho nó luôn, ba mẹ chồng chị hả còn giành giật hơn là ba mẹ ruột chị nữa. Ba mẹ chồng ruột xuống đưa chị ăn 2-3 ngày rồi về, nhưng mà ba người mà đòi nuôi đứa con chị là ba mẹ ruột, ba mẹ chồng. Hồi nãy thấy không, mẹ chồng ôm suốt luôn, rõ ràng thấy nè, ôm suốt luôn. Tại vì á, Thiên Long ở nhà chị gần ba mẹ ruột, lên xuống đường xe nên ba mẹ ruột thì là không có dành nuôi. Từ xuống từng này con xuống chơi 2-3 ngày rồi, nhưng xuống về thăm ông nội bà nội rất xa, 1 tháng, 1.5 tháng chị mới đưa dặn lần, mà em mới có 4 tháng mấy 5 tháng đâu dám đi nhiều đâu. Chính vì vậy là ông nội bà nội khó gặp được cháu, đâm ra khi mà gặp nãy là ôm suốt luôn, bà nội ôm suốt luôn và muốn nuôi đứa con này để cho anh chị đỡ phải chăm. Thấy hai đứa cũng từ xưa đâu có biết gì, đâu mới có con đầu tiên nữa, đâu có kinh nghiệm gì đâu. Bởi vậy Khánh Chi nói là có những chuyện mình tưởng chừng như không bao giờ có, nhưng nó thật sự nó có thật ngoài đời.